kính thưa quý vị, quý vị mời quý vị cùng xem con đang đứng ở trên dòng sông Ni Linh Thiền, trên cái cầu bắc qua từ Khổ Hạnh Lâm để về Bồ Đề Đạo Tràng. Và quý vị thấy dưới đó là người dân Ấn Độ đang tổ chức cái lễ hội gì đó của quý vị. Nên Ấn Độ nhiều lễ hội lắm, một năm có 300 ngày lễ, quý vị thấy à. Xin chào quý vị nha.